Lạy Chúa con đây, xin đến đem con đi vào đời. Lạy Chúa cho con làm nhân chứng ở khắp mọi nơi. Xin hãy dẫn con đi qua muôn ngàn gian khó, hành trang trên vai con mang theo lời Chúa. Này là đời con với xác hồn xin giao ngày mai, dù mà cuộc sống trôi tháng ngày vất vả gian lao. Các em nghệ sinh ngày hôm nay để bắt đầu cho buổi tiệc tiệc mừng của mạng ngày hôm nay, xin quý cha quý vị và các em nghệ sinh cùng hướng về sân khấu để chờ đón hai MC dễ thương của chúng con là Tina và Nam Phương. Con là Nam Phương, chúng con xin hân hoan được chào mừng quý cha, quý đại diện các ban ngành, quý phụ huynh và các bạn sinh đến với buổi tiệc mừng mỗi mạng và kỷ niệm một năm thành lập của ban lễ sinh Da Vinci Savio, Trung tâm Thánh Mẫu La Vang. Để ban lễ sinh chúng con được trải qua một năm tốt đẹp như ngày hôm nay, tất cả là nhờ vào sự che chở, nâng đỡ và ban nhiều ơn lành của Thiên Mẹ La Vang và vị thánh mẫu mẹ Da Vinci Savio của chúng con. Và chúng con cũng nhờ rất nhiều công sức, sự giúp đỡ và lời cầu nguyện của rất nhiều người như các cô chú ban thượng vụ, ban thượng vụ, ban truyền thông, ban bảo trì, quý phụ huynh và đặc biệt là sự đồng hành nâng đỡ của hai cha chuyên quý do An Bautista đảm nhận trường và chúng con được đại diện cho các em lễ sinh một lần nữa xin được nói lời cảm tạ tri ân. Các con, cha từ bé đến lớn, cha chưa gặp cái đội dự lễ nào lớn như đội dự lễ này. Mà cụ thể là trong thánh lễ hôm nay là cha Tân Anh thấy là dự lễ đông hơn giao dân, là chuyện của lịch sử chưa giờ có. Thánh lễ dự lễ đông hơn giao dân. Điều quan trọng là cha Tân Anh thấy thế này, đây là dịp để các con gặp gỡ nhau mà sinh hoạt không phải ở cái môi trường bình thường. Okay, some of the children, we're going to say something to you all guys, all the servers. You've done a great job because you're serving, you know, something very close to the altar, the sacred place. So God bless you today a lot. I said that to you, amazing. You make a big group, your group bigger than the congregation of the mass. I never seen before. So keep it up. And we may say hip hip hooray. Okay. Rồi xin chúc mừng và cảm ơn các cha mẹ, sự hy sinh của các cha mẹ rất lớn đằng sau để hỗ trợ cho tụi con. Và biết đâu được các cha cũng mong rằng trong đội dự lễ này một tương lai chúng ta có được những ơn gọi bí tu mình không biết được, chỉ xin phó thác và xin Chúa hướng dẫn tụi con trong việc phục vụ nhà Chúa, nhất là bàn thờ. Giờ đây xin Chúa chúc lành thủ an chúng ta nhé. Nhân dân cha và con và thánh thần, amen. Lạy Thiên Chúa toàn năng, chúng con tạ ơn Chúa cho chúng con có một đội dự lễ trong trung tâm Thánh Mẫu La Vang thật đông đảo và thật nhiệt thành. Chúng con tạ ơn Chúa cho những gia đình của các em. Chúng con tạ ơn Chúa cho nơi thánh thiêng này để chúng con phục vụ. Và giờ đây chúng con tạ ơn Chúa đã cho chúng con của ăn, chúng con sắp hưởng dụng. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Và xin thay mặt mọi người xin cảm ơn các anh chị đã lo
của anh tối nay cho các em. Thank you everyone and have a great night. Và hẹn gặp lại trong ít phút nữa với nhóm đi tình cùng với các trò chơi, hứa hẹn rằng sẽ mang lại thật nhiều niềm vui cho tất cả quý vị. Và trong lúc quý vị dùng bữa, xin mời xem qua video hình ảnh hành trình của ban vệ sinh trong suốt một năm qua. Con xin hiến dâng tuổi trẻ con với bao khát vọng, xin hãy cho con lòng kiên vững giữa đời hôm nay. Cuộc sống bao nhiêu nhưng hiểm nguy rằng trên đường dài, Ngài biết thân con nhiều yêu đuối xa ngã nổi trôi. Xin hãy dẫn con đi qua muôn ngàn gian khó, ánh trăng trên vai con mang theo lời Chúa. Này là đời con với xác hồn xin trao Ngài mãi, dù mà cuộc sống chuỗi tháng ngày vất vả gian lao, con xin hiến dâng tuổi trẻ con với bao khát vọng, xin hãy cho con lòng kiên vững giữa đời hôm nay. Kính thưa cộng đoàn, như chúng ta biết, hôm nay lễ bổn mạng của ban lễ sinh của Trung tâm Thánh Mẫu La Vang. Đặc biệt đứng bên hóa đây có hai em, chúng ta thử thăm hỏi thử hai em như thế nào. Chào hai em khỏe không? Em khỏe. Rồi, anh biết hôm nay là ngày lễ bổn mạng đầu tiên làm năm thứ nhất của ban lễ sinh. Hai em tự giới thiệu tên tuổi cho cộng đoàn chúng ta biết và em làm cái gì và em sẽ làm cái gì với cộng đoàn. Con kính chào cộng đoàn, con tên là Trần Bích Diễm, con là trưởng ban lễ sinh. Con kính chào cộng đoàn, con là Francisco Xavier Đinh Chí Đức, là phó nội của ban lễ sinh. Chúng ta thấy phó và trưởng, người thì đẹp gái, người thì đẹp trai. Rồi, chúng ta cũng biết hôm nay lễ bổ mạng đầu tiên, mấy em cho biết cái cảm nghĩ hôm nay như thế nào? Có vất vả lắm không? Chúng ta đã làm được những cái gì? Dạ, vất vả thì có nhưng mà rất là vui. Tại vì các em cùng nhau xúm lại để chuẩn bị cho thánh lễ, chuẩn bị cho căn hầm này, cho buổi tiệc này. Các em cũng rất là vui cho nên tụi em vui. Vất vả thì cũng nhiều nhưng mà ít nhất thì chúng em vẫn có niềm vui nhất là niềm vui trong Chúa và niềm vui được phục vụ Chúa. Và mừng là các em cùng chung tay để tạo ra một thánh lễ và bữa tiệc ngày hôm nay. Các em cho biết là chúng ta có bao nhiêu em lễ sinh vào những cái gì khó khăn trong những ngày Chủ nhật hay là trong những ngày lễ như thế nào, các em những sinh hoạt như thế nào, các em có thể chia sẻ cho cộng đoàn biết những khó khăn, những vất vả nào trong những cái lễ sinh hoặc là lúc tập dượt như thế nào đó. Hiện tại chúng con có 60 em lễ sinh, có 32 em nữ và 28 em nam. Khó khăn của chúng con đó là những cái thánh lễ ngày thường, tối thứ năm, tối thứ sáu thì rất là ít các em tham dự. Tại vì cũng đi học đi đồ cho nên các em không thể đến tham dự được. Còn về khó khăn vào Chủ nhật thì đa số Chủ nhật thì các em đều sinh hoạt theo như thánh thể. Và đa số phần lớn thì các em trong ban lễ sinh đều nằm trong phong trào như thánh thể và của sứ đoàn của trung tâm hiện tại trung tâm Thánh Mẫu La Vang. Khó khăn hiện tại của chúng con thì có vẻ là luôn muốn em tới giúp lễ đúng giờ và có thể là trang nghiêm hơn trong những thánh lễ và sẽ sốt sắng hơn để cho những người họ tới họ tham dự lễ. Có nghĩa là các em muốn hội phụ huynh, coi như là các phụ huynh nhớ đưa các em tới sớm hơn, đúng không? Đó cũng là một thoải mái, đúng rồi.
Chúng ta biết thường thường lễ thì trước giờ lễ thì các cha cũng giống như các anh chị huynh trưởng cũng cố gắng giúp cho các em có giờ cầu nguyện và chuẩn bị sẵn sàng. Dĩ nhiên nếu mà được thì quý phụ huynh nhớ mang các em sớm chút xíu tới phiên mình. Anh nghe nói dạo này là chia phiên là gì, tất cả mọi thứ là đều đâu vào khuôn khổ đó đúng không? Bây giờ anh hỏi thật nhé, bây giờ chúng ta thấy chúng ta đã qua một năm rồi, chúng ta có một cái số lực lượng rất là lớn. Bây giờ cái ước mơ mà hai em cảm thấy để làm thế nào cho các ban lễ sinh của chúng ta mỗi ngày như thế nào? Các em thấy có những ước mơ gì? Ước mơ của em là các em nó tới giờ số lượng đông thì cũng muốn, nhưng mà muốn là các em nó tự tin hơn trong giúp lễ. Để các em nó tự tin, các em có những cái khóa huấn luyện cho các em. Thì hy vọng là các em cũng mong muốn là các em nó sẽ đến nó tham dự những khóa huấn luyện đó, thì làm cho các em nó tự tin hơn lên giúp lễ, nó không có bị sợ sệt. Và em cũng mong muốn là các em ở trong đội giúp lễ mà các em mà nó nhút nhát đó, và khi mà nó đến nó tham dự những cái khóa đó thì nó sẽ tự tin hơn, nó dạng hơn. Em muốn cho các em nó dạng hơn để nó bước ra. Còn với em thì cốt lõi của việc giúp lễ thì là về lo về bàn thờ, thì mong các em yêu thương đó sẽ xuất phát từ việc phục vụ Chúa và phục vụ nhau, thì phục vụ nhau trong tình yêu thương của Chúa sẽ giúp các em có sẽ giúp đỡ nhau và yêu thương nhau hơn trong tương lai và xây dựng một ban lễ sinh ngày càng tốt hơn trong tương lai hơn. Thưa quý cộng đoàn, hỏa tóm lại một điều là các anh chị huynh trưởng vẫn muốn cho khi có những cái dịp mà training, là khá là những cái dịp mà chúng ta huấn luyện cho các em, thì xin mong các phụ huynh cũng sắp xếp thời giờ để đưa các em tới trau dồi, hầu cho các em có một cái kỹ năng và đồng thời tự tin hơn khi giúp lễ, không còn sợ sệt. Đó là cái ý tưởng của thay mặt ban truyền thông, cảm ơn hai em rất là nhiều. Chúc các em luôn luôn có sức khỏe tốt đẹp và phục vụ nhà Chúa, đồng thời phục vụ các em nhỏ cũng là phục vụ Chúa, để mỗi ngày đưa cho cái cộng đoàn chúng ta mỗi ngày một tiếng hơn. Biết đâu được 60 em, 50 em mà các em đang xem mai mốt là chủ tịch cộng đoàn, ví dụ vậy, hoặc là các cha của cộng đoàn. Đấy, đó là một trong những cái mà không phải các em muốn mướn mà chắc tất cả cộng đoàn chúng ta đều muốn. Anh hy vọng rằng là chúc cho các em mỗi ngày một thành tiến hơn, tất cả mọi sự và chúng ta đều working với nhau để làm việc với nhau. Lời cuối cùng, các em có muốn nhắn gì lời với cộng đoàn không? Xin các em. Dạ. Con được thay mặt cho tất cả các em lễ sinh, chúng con cảm ơn cộng đoàn trong năm qua đã cầu nguyện, đã giúp đỡ cho tụi con rất là nhiều, đặc biệt là các bậc phụ huynh. Khi mà chúng con có những cái sự kiện gì lớn là các phụ huynh luôn lúc nào cũng mở lời ra, có cần gì giúp gì không, có cần gì không. Chúng con thật sự cảm ơn điều đó. Con cảm ơn. Cảm ơn cộng đoàn theo dõi video clip của chúng tôi. Thưa cộng đoàn, như chúng ta biết, cộng đoàn chúng ta ban lễ sinh ngày hôm nay, cha chuẩn bị làm dân thánh lễ bổn mạng của các em. Bây giờ chúng ta hỏi thử ý tưởng của cha như thế nào nhé. Con chào cha. Chào anh Hoa. Con biết đây là những đứa con sơ sinh của cha đầu tiên được một năm, giờ nó lên tới gần cả con số gần 60. Cha cho cộng đoàn cũng như cái cảm tưởng mà cha cảm thấy như ngày hôm nay như thế nào đến với cộng đoàn. Thực sự khi mà nhìn thấy hình ảnh khoảng 60 em lễ sinh ngồi trong nhà thờ, cái điều đầu tiên là cha rất cảm động. Cảm động vì tình yêu thương của Thiên Chúa ban trên cộng đoàn của chúng ta rất là lớn, rất là đặc biệt, ngang qua một con số ban lễ sinh rất là đông như vậy. Và đồng thời nữa cảm thấy rất là vui, mà thực sự phải nói vừa vui mà cảm thấy là vui và sướng nữa, vui sướng nữa, là thấy được là giáo hội của chúng ta nói chung và cộng đoàn của chúng ta nói riêng có một tương lai ha. Có những biết đâu được những người các em đang ngồi trong đó có thể là trở thành ông chủ tịch cộng đoàn, phó chủ tịch cộng đoàn tương lai, hoặc là trở thành một sơ nào đó, hoặc là những sơ, những thầy, hoặc là những cha nào đó trong tương lai. Thấy được đó là những tương lai, những niềm hy vọng của giáo hội và đặc biệt là của riêng cộng đoàn của chúng ta. Thực sự một cái tâm tình tạ ơn Chúa, và nhân đây cha cũng muốn nói lời cảm ơn đến tất cả quý vị phụ huynh đã rất là quảng đại đưa đón và tạo điều kiện cho các cháu về nhiều mặt để mà cho các cháu có thể tham gia vào ban lễ sinh.
và cha cũng không quên nói lời cảm ơn đến ban điều hành của lễ sinh rất là nhiều. Xin chân thành cảm ơn. Vâng, cảm ơn cha rất nhiều. Như chúng ta thấy, đây là một sự làm việc chung với nhau từ ban lễ sinh rồi các phụ huynh. Chúng ta thật rõ ràng, con cũng mừng, chúc mừng cha nha. Chúc mừng cha rất là nhiều. Vâng, cảm ơn cộng đoàn theo dõi clip ngắn của chúng tôi thôi, theo cái tâm tư của cha gửi đến quý ông bà và anh chị em. Chân thành cảm ơn quý ông bà và anh chị em. Thank you.